Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giữa các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh Hưng Yên năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát bảo vệ môi trường tại huyện Kim Động. Triển khai các khu tái định cư cho đường vành đai 4 qua địa bàn huyện Văn Lâm. Nhiều người dân thôn Thủy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ khát nước sạch giữa lúc trời nắng nóng. Sáng nay, tại quảng trường thành phố Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo hội thi. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại biểu Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, công an các tỉnh trong cụm thi đua số 5 và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Các vụ cháy thường xảy ra vào ban đêm và nhiều loại hình khác nhau, nhất là tại nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh trong khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp. Một số vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn, an sinh xã hội. Trước tình hình trên, xác định vai trò tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo người đứng đầu các sở, ban, ngành, các địa phương triển khai các biện pháp về phòng cháy chữa cháy. Hội thi là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra tại cơ sở, khu dân cư. Đây cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân tìm hiểu kiến thức pháp luật, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Toàn tỉnh đã thành lập được 778 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Đây là năm đầu tiên hội thi nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được tổ chức. Hội thi thu hút sự tham gia của 80 vận động viên đến từ 10 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đại diện cho 10 huyện, thị xã, thành phố. Các đội tham gia hội thi trải qua 2 phần thi gồm phần thi lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần thi lý thuyết có 30 câu hỏi với nội dung xoay quanh kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đối với phần thi thực hành, các đội thi sẽ phân công nhiệm vụ cho các vận động viên tham gia thi chạy đội hình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xử lý các tình huống, ấn chuông báo động, dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy, phá khóa cứu người bị nạn, di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tham gia hội thi chúng tôi thì sẽ nắm rõ được những cái bước rất là quan trọng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để giảm tải được những cái thiệt hại do cháy gây ra. Qua những hội thi như này là chúng tôi cũng đã học được những kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy để áp dụng cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Thời gian tới, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh dự báo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phục vụ thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bảo vệ sự bình yên hạnh phúc của nhân dân, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần được nâng cao hơn nữa. Sau hội thi, tôi đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời luôn đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các sự cố cháy nổ xảy ra. Kết thúc hội thao, ban tổ chức trao giải nhất phần thi lý thuyết cho tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy gia đình cao huyện Phù Cử, giải nhất nội dung môn thi thực hành và nhất toàn đoàn cho tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đạt giải nhì toàn đoàn. Đồng giải ba toàn đoàn là tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xã Đình Cao, huyện Phù Cử và xã Hồ Thùng Bậu, huyện Ân Thi. Cũng trong khuôn khổ hội thi có 5 tập thể, 8 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Chiều qua, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ cháy tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Vụ cháy ở phố Trung Kính, phường Trung Hòa xảy ra vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, khiến 14 người tử vong, trong đó có 3 nạn nhân tử vong là người Hưng Yên, gồm Nguyễn Xuân Khờ, sinh năm 2001 ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Lê Thanh Tê, sinh năm 2000 ở xã Đại Tập, huyện Khói Châu, Trần Quang Khờ, sinh năm 1998 ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Tại gia đình các nạn nhân, đồng chí Quách Thị Hương ân cần hỏi thăm, chia sẻ những đau thương mất mát và chia buồn sâu sắc với người thân của các nạn nhân. Động viên gia đình các nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Chia sẻ đau thương mất mát của các gia đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trích từ quỹ cứu trợ của tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền 20 triệu đồng. Sáng nay, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Các hoạt động trọng tâm gồm tăng cường xã hội hóa nguồn lực, thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc bảo vệ trẻ em, vận động Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, xây dựng cải tạo các công trình dành cho trẻ em, thực hiện các biện pháp nhằm tạo kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em như hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng chống bạo lực thương tích. Cùng với đó là các hoạt động thăm tặng quà, trao hỗ trợ học bổng và các hoạt động văn hóa vui chơi dành cho trẻ em. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh để tháng hành động vì trẻ em năm 2024 đạt kết quả tốt, các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời cụ thể hóa tại địa phương, đơn vị mình để có những hành động thiết thực chăm lo cho trẻ em, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em, tập trung thực hiện chính sách trợ giúp chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thì là trách nhiệm của Đảng, của nhà nước, của toàn dân. Và cái đầu tư cho trẻ em thì là đầu tư cho phát triển nguồn lực tương lai của địa phương cũng như là phạm vi chung cả nước. Từ cái thực tế kết quả hoạt động của năm 2023 và những cái năm trước đây đấy, thì cũng đề nghị là cái giải pháp thì nó gắn với cái thực tế của ngành y tế địa phương có một cái đánh giá đầy đủ đối với cái công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em để làm sao đó có được những cái giải pháp nó phù hợp, nó tương thích, quan tâm bố trí về cái nguồn lực nói chung, trong đó có cái việc kinh phí phục vụ cho cái công tác này trên cái phạm vi ngành lĩnh vực và cái địa phương mình. Tại lễ phát động, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã trao học bổng xe đạp cho 43 trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trao tặng một bộ thiết bị vui chơi cho trường mầm non Nguyễn Trãi. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh tiếp nhận ủng hộ trên 1,1 tỷ đồng, gồm quà và tiền mặt từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đã thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại một số trường mầm non trên địa bàn. Các đồng chí lãnh đạo thị xã Mỹ Hào đã tặng quà cho thiếu nhi các nhà trường và chia quà ân cần động viên chúc mừng thành tích học tập của các cháu thiếu nhi. Chúc các cháu có dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui tươi, phấn khởi. Mong các cháu luôn chăm ngoan nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô và luôn mạnh khỏe, chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Hôm nay, Tổ giám sát số 2 thuộc đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, tiến hành giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2024 tại huyện Kim Động. Thời gian qua, nhiều mô hình bảo vệ môi trường của huyện được triển khai hiệu quả và được nhân rộng, trên 90% rác thải được thu gom, vận chuyển xử lý, trong đó khoảng 40% được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp. Toàn huyện có 75% hộ dân thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Khu vực sản xuất công nghiệp tại thị trấn Lương Bằng với 10 doanh nghiệp đang hoạt động chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu gom thoát nước thải, đầu tư công trình xử lý nước thải. Tổ giám sát khảo sát thực tế công trình thu gom xử lý chất thải nước thải trong sản xuất công nghiệp tại 3 doanh nghiệp gồm công ty cổ phần Thuận Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn Hannes Brand Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Teang Việt Nam. Thành viên đoàn giám sát đề nghị huyện giải trình kỹ hơn những khó khăn vướng mắc, nêu cụ thể những đề xuất kiến nghị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện thời gian tới, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ với các ngành đơn vị chuyên môn,
để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng, xử lý các điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường, huy động nguồn lực, kêu gọi sự vào cuộc của người dân trong việc xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về môi trường, có quy hoạch khu vực tập kết, xử lý rác thải, chất thải tại các khu dân cư mới, khu sản xuất mới. Tiếp nối kết quả từ các năm trước trong việc thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về xây dựng và phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân. Vừa có thêm nhiều công nhân trong các khu công nghiệp tại Hưng Yên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Trong đợt kết nạp đảng viên mới dịp 19 tháng 5 năm nay, Chi bộ Quản lý Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh làm hồ sơ và tiến hành tổ chức kết nạp cho 11 đảng viên mới có tuổi đời từ 27 đến 47 tuổi đang lao động công tác tại một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Trong đó có một số cán bộ công đoàn và công nhân đang trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như công ty Fuji Blacklist Việt Nam, Doco Vina, Takagi Việt Nam, Seals Components Việt Nam, Hamaden Việt Nam, Canon Việt Nam. Hầu hết các công nhân đều có trình độ đại học, có người thân trong gia đình hiện là đảng viên, được cán bộ công đoàn các khu công nghiệp tỉnh giới thiệu và được thẩm tra xác minh lý lịch rõ ràng. Năm 2023, Chi bộ Quản lý Doanh nghiệp tổ chức kết nạp cho 18 đảng viên tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tổng số đến nay có 29 đảng viên tại các doanh nghiệp được kết nạp và sinh hoạt tại chi bộ này. Hiện nay, huyện Văn Lâm đang tiếp tục triển khai các khu tái định cư để giải phóng mặt bằng phần diện tích đất thổ cư cho đường vành đai 4. Tuy nhiên, trong quá trình thi công gặp một số khó khăn dẫn đến tiến độ chưa đáp ứng được yêu cầu theo kế hoạch. Cả 3 khu tái định cư tại xã Lạc Đạo hiện thi công được khoảng 70% khối lượng, trong đó vị trí có diện tích lớn nhất là khu tái định cư Đông Thôn Hoàng, rộng 2,56 ha, cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cống thoát nước mưa, thu gom nước thải, hệ thống cấp điện, cấp nước sạch. Hiện đang thực hiện cấp phối đá dăm và chuẩn bị thảm mặt các tuyến giao thông. Hạng mục nhà văn hóa thôn Hoàng cũng cơ bản xong phần thô, đang bắt đầu hoàn thiện. Thời gian qua, việc thi công các khu tái định cư này gặp một số khó khăn như phát hiện thêm 65 ngôi mộ vô chủ, phải mất thời gian thông báo tìm người nhà và di chuyển. Việc cung cấp cát cho dự án nhiều thời điểm bị gián đoạn. Hệ thống điện trung thế và hệ thế qua dự án chưa được di dời. Vì vậy, dự án vừa được gia hạn thi công thêm 100 ngày và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Còn khu tái định cư xã Lạc Hồng cũng đang được triển khai thi công san nền. Dù gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường thi công, nhưng dự án này cũng phấn đấu hoàn thành trong tháng 6. Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Võng Phan qua địa bàn huyện Tiên Nữ đã đạt gần 93%, trong đó thu hồi và bàn giao gần 25 ha mặt bằng cho nhà thầu thi công. Chiều dài tuyến trên địa bàn huyện Tiên Lữ là 4,5 km đi qua hai xã Cương Chính và Minh Phượng với tuyến chính 4 km và tuyến nhánh đi cầu La Tiến 0,5 km. Trong đó đất lúa là 18 ha, còn lại là đất ở và đất khác. Theo kế hoạch hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2025. Ban chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu nhà thầu thi công đường hoàn thành thông xe trong tháng 9 năm 2025. Được biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận vị trí xây dựng khu tái định cư trên địa bàn xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ với diện tích khoảng 4,6 ha. Theo đó, xã Minh Phượng đã tiến hành kiểm kê, hoàn thiện hồ sơ để ban hành thông báo thu hồi toàn bộ diện tích của 9 hộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Hiện huyện Tiên Lữ đang lựa chọn nhà thầu thi công khu tái định cư để đảm bảo các điều kiện thu hồi đất ở đối với 16 hộ có đất thổ cư và nhà ở và diện tái định cư. Lo ngại nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, song nhiều hộ dân thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan để sinh hoạt vì nhiều tháng nay không có nước, thậm chí một số hộ dù đã nộp tiền nhưng 6 năm nay chưa được lắp đặt đường ống nước để sử dụng. Mong muốn được sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh, năm 2018, Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Hưng Yên triển khai dự án nước sạch về địa phương. Gia đình chị Diệu là một trong hàng chục hộ dân đã đóng số tiền hơn 800.000 đồng để lắp đặt đường ống và đồng hồ nước. Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa được lắp đặt đường ống nước và đang phải sử dụng nguồn nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng. Dùng nước giếng khoan chúng tôi cũng rất là lo, tại vì xung quanh môi trường nước này, đầm rồi nào gần sông Bắc Hưng Hải, nó ô nhiễm rất là nặng. Chúng tôi cũng là làm bể lọc. Nhưng mà thực sự ra là cái bể lọc nó cũng vàng khe nên không được sạch, dùng cũng không yên tâm. May mắn hơn các hộ gia đình trên, gia đình ông Dương đã sử dụng được nước sạch.
Tuy nhiên, 3 tháng nay, nước sạch không có, gia đình phải sử dụng lại chiếc giếng khoan đã bỏ và mua nước đóng bình để phục vụ nhu cầu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Việc này vừa tốn kém, vừa không đảm bảo vệ sinh và làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân. Không có nước, thì nhà nào mà có điều kiện thì người ta sẽ đầu tư 4-5 triệu bạc xây bể với hệ thống lọc của nước giếng khoan để dùng tạm thời. Nhà không có điều kiện thì người ta dùng nhờ. Xã Thanh Long có trên 3.200 hộ và hầu hết các hộ đều đã đăng ký sử dụng nguồn nước sạch của Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Hưng Yên từ năm 2018. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn trên chục hộ gia đình đã đóng tiền nhưng chưa được lắp đặt đường ống nước và trên 30 hộ dân khác hơn 3 tháng nay không được sử dụng nguồn nước sạch. Do là Ủy ban Nhân dân xã là xây dựng một tuyến đường dẫn đến là trường hợp sẽ bị cắt nước luân phiên lại ở cuối nguồn. Nên là cái việc là xảy ra mất nước là thật sự là không mong muốn nhưng mà đã ảnh hưởng đến người dân. Trung tâm là đã làm hồ sơ cũng như là trình các đơn vị bây giờ vẫn chưa được cấp phép. Thì trong trường hợp người dân muốn lấy lại cái nguồn tiền thì trung tâm gửi lại cho đối với người dân vào bất cứ thời điểm nào. Nước sinh hoạt đang là nhu cầu bức thiết của nhiều người dân ở thôn Thụy Lân, nhất là vào thời điểm nắng nóng cao điểm như hiện nay. Để bảo vệ sức khỏe, ổn định cuộc sống cho các hộ dân, Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Hưng Yên cần sớm khắc phục tình trạng trên và cung cấp nước ổn định cho người dân. Sáng nay tại huyện Tiên Lữ, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa Thuần tổ chức hội nghị đầu bờ, xây dựng mô hình ứng dụng gói kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất giống lúa Gia Lộc 516 theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mô hình được triển khai với hơn 100 hectare trên địa bàn huyện Văn Lâm, Kim Động, Phù Cừ và Tiên Lữ, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến trên giống lúa mới Gia Lộc 516 và quá trình sản xuất như làm đất được cơ giới hóa, sử dụng mạ khay máy cấy, máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật. Việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến giúp nông dân giảm 60-70% công lao động, giảm 15-25% chi phí phân bón, giảm 10% tổn thất sau thu hoạch. Kết quả đánh giá, giống lúa Gia Lộc 516 có khả năng sinh trưởng phát triển chống chịu sâu bệnh hại tốt hơn giống lúa đối chứng Bắc Thơm số 7. Giống lúa có hạt gạo dài, trong cơm trắng, bóng, mềm, đậm, có mùi thơm nhẹ, độ ngon xấp xỉ so với giống Bắc Thơm 7. Giống cứng cây nên chống độ tốt, chịu thâm canh, năng suất từ 230-250 kg một sào, cao hơn giống đối chứng Bắc Thơm số 7 từ 17-29%. Mới đây, một phụ nữ ngoài 60 tuổi tại xã Minh Tân, huyện Phù Cừ đã suy mất gần 300 triệu đồng về những cuộc gọi lạ qua điện thoại. Người này sau khi nghe các đối tượng hướng dẫn cách chuyển tiền đã đi rút 280 triệu để chuyển cho các đối tượng. May mắn đã được người nhà biết được và ngăn chặn kịp thời. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, bà Vũ Thị Định ở một mình cùng với cháu nhỏ tại thôn Duyệt Văn, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, bỗng dưng liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi lạ lên đến hàng giờ của nhiều đối tượng tự nhận mình là cán bộ tòa án và bộ công an. Các đối tượng sau khi trình bày nội dung bà này có liên quan đến đường dây bao che hành vi buôn lậu của một nhóm đối tượng đã bị bộ công an bắt trên Hà Nội. Nếu muốn được cho qua hành vi này thì bà phải chuyển 280 triệu đồng vào tài khoản có tên Nguyễn Đình Tâm qua ngân hàng Bưu điện Liên Việt để được lo lót. Nếu không, công an sẽ phải bắt cả hai bà cháu. Không dừng lại ở đó, để tạo thêm lòng tin cho con mồi, các đối tượng yêu cầu bà này mở Zalo để gọi điện trực tiếp qua video. Do chỉ dùng điện thoại đen trắng 2G, nên bà Định phải nhờ qua điện thoại có mạng 4G của cháu trai để các đối tượng gọi. Bà Định cho biết sau khi nghe cuộc điện thoại qua video với cái tên Nguyễn Thanh Tùng, thì bà càng hoảng sợ và càng tin tưởng hơn khi đối tượng này có mặc đồng phục công an thật bằng nhiều chiêu thức thủ đoạn tinh vi và đặc biệt là nắm được tâm lý sợ hãi của bà Định. Các đối tượng còn biết rất rõ về các thông tin cá nhân của bà này. Biết cả chứng minh thư này, nó biết cả số điện thoại này, nó biết cả cái số tiền gửi nữa. Ít khi ra bên ngoài, cộng với hạn chế và hiểu biết, rất may mắn khi bà Định sau khi rút toàn bộ số tiền 280 triệu đồng mang đi ngân hàng gửi cho các đối tượng đã được người nhà biết và ngăn cản kịp thời. Thời gian qua đã có không ít các vụ việc lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người già. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác với những hình thức thủ đoạn lừa đảo trên, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và ngăn chặn kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tới đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Xin kính chào và hẹn gặp lại.